Sau video về Jenny Huỳnh và Lê Huỳnh Bảo Ngọc ngày hôm trước thì có rất nhiều bạn yêu cầu chị Kính làm riêng một video về cô bé Bảo Ngọc nè. Ok con dê luôn, chỉ cần bạn like video và subscribe kênh thì muốn gì chị Kính cũng chiều nha. Haha, giờ còn chăn trở gì mà không like và subscribe rồi tới ngay với những câu hỏi ngày hôm nay nhỉ. Get go, get go. Câu 1, ai là mẹ của Lê Huỳnh Bảo Ngọc? Chà chà, chắc là nhiều bạn phân vân lắm hả? Vì mỗi lần Bảo Ngọc xuất hiện đều có hình bóng của dì Dung. Cơ mà mẹ ruột của Bảo Ngọc thì là người mẹ này nha. Còn dì Dung chỉ là mẹ nuôi của Bảo Ngọc thôi nè. Mà chắc là ít bạn biết mẹ ruột của Bảo Ngọc lắm hả? Đố bạn, mẹ ruột của Bảo Ngọc có tên là gì? Trần Anh Thư, Trần Kiều Anh hay Trần Minh Anh? Mẹ của Bảo Ngọc có tên là Trần Kiều Anh. Cô ấy chính là người đã dạy cho Bảo Ngọc những bước đi đầu tiên đến với nghệ thuật. Khi thấy Bảo Ngọc có năng khiếu với nghệ thuật, mẹ của Bảo Ngọc đã đưa Bảo Ngọc từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh để phát triển tài năng. Đúng là người mẹ tuyệt vời các bạn nhỉ. Câu 3, Bảo Ngọc phát hiện tài năng gì đầu tiên? Diễn xuất hay hát cải lương? Bảo Ngọc được khán giả biết đến bởi những bài hát cải lương trong trẻo của một em bé Cần Thơ. Bạn có muốn thử nghe một đoạn cải lương do Bảo Ngọc hát không nè? Mời ăn đến thăm quê mùa lúa thơm đồng tràng. Ù là trời, siêu hay luôn các bạn ơi, mê nha, 10 điểm. Câu 4, trước giờ mọi người vẫn thắc mắc Bảo Ngọc có bố hay không? Vậy theo bạn thì Bảo Ngọc có bố không nhỉ? Là trời, ai mà chẳng có bố các bạn nhỉ? Và đây chính là bố của Bảo Ngọc nè. Chú ấy có tên là Lê Quang Minh, hiện đang sinh sống tại Cần Thơ, chứ không phải là thành phố Hồ Chí Minh cùng với Bảo Ngọc, nên không xuất hiện trong những video hàng ngày của Bảo Ngọc đấy, khiến cho nhiều người nghĩ rằng Bảo Ngọc không có bố. Câu 5, bạn vẫn thấy trong cuộc sống hàng ngày của Bảo Ngọc có một người con trai bên cạnh, thậm chí tên TikTok của Bảo Ngọc cũng để tên anh đó luôn. Nhưng bạn có biết anh đó là gì của Bảo Ngọc không? Người yêu, quản lý hay anh trai? Bí mật nè các bạn ơi, anh Quang chính là anh trai ruột của Bảo Ngọc nhé. Hiện anh trai Bảo Ngọc cũng là người hỗ trợ Bảo Ngọc trong việc học hành và cân đối tham gia vào các chương trình sự kiện. Và còn là một nhiếp ảnh gia đắc lực cho Bảo Ngọc nữa đó. Có anh trai thích thật các bạn nhỉ. Còn các bạn thì sao? Bạn có anh trai hay chị gái nào? Comment cho chị Kỳ biết với nhé. Câu 6, anh trai của Bảo Ngọc có tên đầy đủ là gì? Cứng của Bảo Ngọc đầu hết rồi nhỉ? Bạn có trả lời đúng câu hỏi này là Lê Huỳnh Quang không? Nếu đúng thì like video đi nha. Bạn đúng là Conan phiên bản Việt Nam mới biết điều này thôi đó. Triệu like nha. Câu 7, đố bạn biết xin Bùi Thảo Ly và Lê Huỳnh Bảo Ngọc ai cao hơn? Uầy, dù Bảo Ngọc mới chỉ có 14 tuổi nhưng đã cao hơn chị Xin rồi đó các bạn ơi. Chị Xin cao 1m55, còn Bảo Ngọc thì đã cao 1m6 rồi. Chiều cao này đúng chuẩn là hoa hậu tương lai các bạn nhỉ. Đỉnh quá đi, ngại gì mà không thả một like cho chiều cao đỉnh của chóp này. Câu 8, Lê Huỳnh Bảo Ngọc được người hâm mộ thấy cô bé giống với Rosé hay Jennie của nhóm nhạc Blackpink bạn nhỉ? Nếu chị Xin được gọi là Lisa phiên bản Việt Nam thì Bảo Ngọc được gọi là Rosé phiên bản Việt Nam nè. Cụ tè quá đi các bạn nhỉ. Ai thấy Bảo Ngọc giống với chị Rosé thì like video nha. Còn bạn nào thấy không giống thì có thể comment ý kiến của bạn xuống phía dưới video nhé. Câu 9, Bảo Ngọc được đẩy thuyền với ai?
phải là một trong những thuyền viên đẩy thuyền Bảo Ngọc và Việt Anh không nhỉ? Nếu có thì like video nha. Dù đây chỉ là một cặp đôi do fan tự ship và mẹ của Bảo Ngọc cũng không đồng ý chuyện Bảo Ngọc yêu đương sớm, nhưng nếu thấy Bảo Ngọc và Việt Anh đẹp đôi thì chúng mình vẫn cứ ship thôi các bạn nhỉ. Câu 10, và tất nhiên thì đã là người nổi tiếng sẽ không tránh khỏi anti-fan đúng không? Nếu bạn là fan của Lê Huỳnh Bảo Ngọc thì bạn có biết cô bé này đã phải chịu phốt gì hay không? Ăn cắp bảng điểm, quá chảnh và điệu đà hay là thái độ với anh chị lớn hơn? Nếu là fan cứng của Bảo Ngọc thì chắc chắn bạn sẽ biết Bảo Ngọc đã từng bị phốt cả 3 lý do trên. Tháng 3 năm 2022, Bảo Ngọc bất ngờ bị phốt ăn cắp bảng điểm và giả là học sinh lớp 9. Nhưng sau đó, thông tin này đã được đính chính là thông tin không chính xác. Bảo Ngọc và gia đình chưa hề cung cấp bất kỳ bảng điểm nào nha các bạn ơi. Còn chuyện chảnh hay điệu đà thì mỗi người có một cách nhìn nhận. Bạn thấy Bảo Ngọc có chảnh hay không? Hãy comment nhận xét của bạn về Bảo Ngọc xuống phía dưới video nhé. Câu 11. Bảo Ngọc đã từng gặp idol nào? Trang Mi hay Xin Bùi Thảo Ly? Nổi tiếng cũng thích thật đấy, được gặp bao nhiêu là các idol. Lê Huỳnh Bảo Ngọc cũng đã từng gặp và nhảy cùng chị Trang Mi. Ngoài ra thì cô bé cute này còn được gặp rất nhiều các hot tiktoker và youtuber nổi tiếng khác nữa đó. Đố bạn kể tên được những idol đã từng quay video cùng với Bảo Ngọc nha. Bạn nào kể được 10 idol, chị Kính sẽ có quà cho các bạn nè. Lẹ lẹ nhanh tay bình luận ngay các bạn ơi. Câu 12. À, mà nãy giờ chúng mình vẫn chưa biết Bảo Ngọc thuộc cung hoàng đạo nào. Theo bạn thì Bảo Ngọc thuộc cung Bạch Dương hay là Song Ngư? Có ai biết sinh nhật của Bảo Ngọc là ngày 30 tháng 3 không ta? Và bạn ấy thuộc cung Bạch Dương nè. Những cô nàng cung Bạch Dương sở hữu tính cách mạnh mẽ và phong thái tự tin, luôn thoát lên sức quyến rũ khó cưỡng, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nữ Bạch Dương có sự lạc quan lẫn sự kiên định, có chính kiến riêng, là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại và thành đạt trong cuộc sống. Ai có cùng cung hoàng đạo với Bảo Ngọc thì like video điểm danh nha. Câu 13, đố bạn biết Lê Huỳnh Bảo Ngọc và Nguyệt Pha Kê ai đã từng bị bố từ mặt? Việc không thấy ba xuất hiện trong cuộc sống, nhiều người đã cho rằng Bảo Ngọc và bố đã từ mặt khi cô nàng lên Sài Gòn. Nhưng sự thật thì không phải như vậy đâu nha các bạn ơi. Gia đình của Bảo Ngọc chỉ là không ở gần nhau. Ba ở Cần Thơ quê nhà, còn mẹ thì lên Sài Gòn cùng con gái mà thôi. Người bị ba mẹ từ mặt chính là chị Nguyệt Pha Kê nè. Có ai biết chị Nguyệt là ai không nhỉ? Comment nếu bạn muốn chị Kính làm video khám phá về Nguyệt Pha Kê nha. Câu 14, một câu đố tinh mắt cho các bạn fan của Bảo Ngọc. Đố bạn nhận ra đâu là Bảo Ngọc nào? Haha, có ai nhận ra hai idol không nè? Bên này là Bảo Ngọc, còn bên này là ai ta? Ta-da, là công chúa Thảo Ly của Gậy TV nha. Không biết có bao nhiêu bạn nhận ra chị Thảo nhỉ? Like video nếu bạn nhìn phát biết liền nhé. Câu 15, Bảo Ngọc đã từng đóng phim cùng Tony TV hay là Gãy TV bạn nhỉ? Cả hai kênh YouTube đều là những người nổi tiếng và có một lượng fan lớn nhất nhì Việt Nam. Không biết Bảo Ngọc đã đóng phim cùng ai? Cha cha, đáp án là Tony TV nha. Bảo Ngọc đã cùng với Tony TV kết hợp với Sữa Cun để quay bộ phim Đội Bóng Tony đấy. Có bạn nào xem video này chưa? Chị Kính thì xem rồi nè. Haha, mà bạn ơi, video ngày hôm nay đã hết mất rồi. Bạn có thấy video ngày hôm nay hay và ý nghĩa không nhỉ? Nếu có thì like video và subscribe kênh để có thể nhận được thông báo khi có video mới vào ngày mai nhé. Đừng quên comment tên idol mà bạn muốn khám phá xuống phía dưới video để chị Kính biết và chuẩn bị video sớm nha. Còn bây giờ thì chị Kính xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Yêu các bạn rất nhiều. Bye bye!